Nhà đất Hằng Ni xin kính chào tất cả các anh chị khách hàng thân mến. Và để tiếp tục phê thống nhà đẹp, ngày hôm nay Hằng Ni giới thiệu một căn nhà sống sang sống chất, mẫu kiến trúc hiện đại, ngang 4, chiều sâu là 16m, được gia chủ đầu tư chỉnh chu sang trọng, một trệt một lửng 3 lầu thêm ban công sân thượng bên trên. Và đặc biệt nhà mình có khoảng sân vườn trồng cây, trồng hoa, trồng cây trái rất là chill luôn nè. Và nhà mình với một vị trí rất là đẹp, đường lưu thông, thuận tiện vừa ở, mở văn phòng công ty, tiệm nail, tiệm tóc, spa, cơ sở giáo dục y tế tại nhà cũng được. Một căn nhà đẹp ngay trung tâm quận Gò Vấp. Cả nhà mình đừng bỏ qua ngôi nhà phố này. Và đi xin mời khách hàng mình cùng em chúng ta tiếp tục di chuyển để tham quan ngôi nhà nè. Và ngôi nhà hôm nay Hằng giới thiệu tọa lạc trong khu nhà xây dựng đồng bộ mới 120 căn, kết cấu chuẩn là một trệt một lửng 3 lầu thêm ban công sân thượng bên trên, với vị trí ngay con hẻm thông thuộc trục đường số 59 kết nối với đường Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp. Tại đây mình giao với các con đường như là Lê Văn Thọ, Lê Đức Thọ, Nguyễn Văn Khối và đường Quang Trung, giáp ranh với quận Tân Bình, Tân Phú, và di chuyển về sân bay Tân Sơn Nhất tầm khoảng 20 phút. Vị trí này vừa ở, mở văn phòng công ty, tiệm nail, tiệm tóc, spa, cơ sở giáo dục y tế, tiệm thuốc tây, gì cũng được luôn nè cả nhà. Và đường trước nhà của mình trải nhựa rộng 6m, hai chiếc xe ô tô chúng ta di chuyển tránh nhau thoải mái. Khu nhà này là tương đối quen thuộc luôn. Hằng đi có quay rất là nhiều nhà trong khu vực này nhưng đã bán hết rồi, chỉ còn duy nhất một căn nhà hôm nay lên sóng để cả nhà mình cùng tham quan. Sổ hồng chính chủ, công chứng mua bán trong ngày. Và đặc biệt nhà mình với vị trí kế bên chợ Thạch Đà, di chuyển chỉ 50m, rất là thuận tiện để an cư sinh sống luôn cả nhà. Kế bên nhà mình đó là những căn nhà đang mở văn phòng công ty, và khu vực này có camera khu phố, an toàn khách hàng khi mà an cư sinh sống. Và nhà mình kết cấu chuẩn là một trệt một lửng 3 lầu thêm ban công sân thượng bên trên, mẫu kiến trúc hiện đại, được gia chủ mình có chỗ ban công, ô cửa sổ lớn ra bên ngoài tương đối thông thoáng, và thuộc hướng chính là hướng tây, phù hợp khách hàng mình cứ mà là tây tứ trạch. Và với thông số diện tích chiều ngang là 4m, chiều sâu là 16m. Công năng sử dụng bên trong nhà rơm, mặt tiền phía trước có thể là mở văn phòng công ty, phòng khách, phòng bếp, radio ô tô, bên trên có tổng là 4 phòng ngủ. Và đặc biệt nhà mình được gia chủ mình có đầu tư phòng spa chăm sóc da, phòng chăm sóc sức khỏe, phòng thờ, ban công sân thượng rất là chill luôn. Và gia chủ đang rao bán cho ngôi nhà này với mức giá là 10 tỷ 780 triệu đồng. Giá còn thương lượng trực tiếp chủ nhà của mình nữa. Và đi số trợ khách hàng mình vay vốn ngân hàng từ 50 đến 80% giá trị nhà. Đó, đường trước nhà của mình tương đối thông thoáng luôn nè cả nhà. Xe ô tô mình di chuyển tránh nhau được. Và nhà mình được gia chủ mình có trang bị radio ô tô bên trong, và thiết kế cho mình rầm hai lớp cửa ga vào, một lớp cửa sắt 4 cánh, bên trong thêm một lớp cửa nhôm sinh pha kính cường lực. Và khu vực tầng trệt được gia chủ thiết kế đâm radio ô tô, mình có thể đậu được xe ô tô 4 chỗ, 7 chỗ sẽ bán tải tương đối thoải mái. Hai phía bên mảng tường của mình được gia chủ mình ốp những cái tấm nhà đá, tấm nhựa PVC kết hợp thêm những cái lam gỗ này cả nhà, với tông màu trắng, bên dưới mình lót gạch bóng kiến 80-80, chống trầy chống trơn chợt màu xám, nhìn nhấn nhá rất là đẹp luôn. Và đó, cả nhà có phát hiện ra không?
khu vực toilet dưới tầng trệt nè, được gia chủ mình thiết kế dấu kính vào bên trong, nhìn rất là hài hòa và hợp lý luôn. Và tiếp tục di chuyển vào bên trong ngôi nhà, được gia chủ mình đầu tư thiết kế khu vực tầng trệt là không gian phòng khách xây dựng hiện đại là tầng ngược phía sau, với cái tông màu ram màu kem nè, rồi màu xám, thêm những thiết bị hiện đại đưa vào bên trong nhà mình, nhìn quá là thoáng luôn cả nhà. Đó, gia chủ thiết kế thông từ nhìn lên bên trên. Bên trên đó là mình có trần chìm giật cách, đèn chùm, đèn nét âm trần. Nhìn nhà đẹp gì đâu luôn. Thiết kế cái gam màu rất là hài hòa luôn. Chủ nhà rất là có gu luôn cả nhà, do kiến trúc sư mai đo thiết kế và có bảo hành khè mình trong thời gian an cư sinh sống. Và đặc biệt nhà mình còn được gia chủ mình đầu tư một khoảng sân vườn, khu vực trồng cây, trồng hoa, trồng gan cháy. Mình để thêm bàn trà, ghế ngồi, cái đó nhâm nhi một ly trà, một ly cà phê, ăn một bữa sáng, một không khí rất là chill luôn. Đó, có bộ ghế đá ngồi chill chill nè, hoặc là mình để một ghế xích đu. Cả nhà mình á, ra đây để một cái bàn rồi mình ăn một bữa cơm gia đình mình, không khí nhẹ nhẹ giống như cái quang cảnh ở quê vậy đó cả nhà. Bên trên là nơi lấy sáng trực tiếp và lượng gió trời lưu thông. Và nhà mình mặt tiền phía trước là hướng Tây, còn phía sau này là hướng Đông, cho nên lấy gió lấy sáng rất là mát mẻ và thông thoáng luôn. Lâu lắm rồi Hằng Ni mới thấy một căn nhà chừa cái khoảng không gian giếng trời phía sau nhà của mình mà rộng rãi thông thoáng như vậy á. Bước vào bên trong nhà của mình, cái lượng gió trời lưu thông, rồi bên trên đó cả nhà, mưa rơi tí tách đó mà gớt xuống bên dưới này nè, nhìn cái không gian thiên nhiên hòa quyện á, một cuộc sống xanh giữa lòng thành phố luôn. Và phòng khách lại xây dựng là tầng ngược phía sau, tương đối hợp lý, một trệt một lửng, ba lầu thêm ban công sân thượng bên trên, với thông số diện tích chiều ngang là 4m, chiều sâu là 16m. Khuôn đất của mình công nhận đủ nè cả nhà. Đó, với tông màu trắng, màu kem, gia chủ kết hợp đưa vào bên trong nhà của mình thêm những bức tranh trang trí, rồi những cái đồ decor, nhìn nhà mình rất là sang luôn. Gia chủ sử dụng toàn bộ chất liệu gỗ bên trong nhà của mình là gỗ an cường, có chống mối mọt, chống ẩm, và bảo hành hàng mình trong thời gian an cư sinh sống. Nhà mình mua ngôi nhà này về để an cư nghỉ dưỡng, hoặc có là phía trước mình có thể là kinh doanh mua bán nhẹ nhẹ, vừa ở mở spa tại nhà, kinh doanh mua bán online thì giao hàng rất là thuận tiện. Vàng đi xin mời khách hàng mình cùng em chúng ta tiếp tục di chuyển lên các tầng bên trên để tham quan ngôi nhà. Một căn nhà phố ngay vị trí kết nối với trục đường Phạm Văn Chiêu, kế bên chợ Thạch Đà, cũng như là cụm căn hộ chung cư The Dream Home thuộc phường 14 quận Gò Vấp. Ngay đường lưu thông kinh doanh mua bán được luôn cả nhà. Đường phía trước có là đường thông bàn cờ, thông tứ tung luôn. Nhà trong hẻm nhưng mà giống như là mấy cái trục đường số đường mặt tiền nội bộ vậy đó. Mình kinh doanh mua bán như rất là thuận tiện. Nhà này thật sự là đẹp lắm luôn á. Cho nên Hằng Ni quay từ từ từng góc cạnh bên trong nhà của mình để cả nhà mình xem rõ hơn nè. Đó, ngay phía này gia chủ còn trang bị cho mình một cái tủ để rượu, tủ trưng bày, tủ để đồ, mà thiết kế âm tường vào bên trong có hệ thống đèn LED chiếu sáng. Và từ bên trong nhà của mình nhìn ra mặt tiền phía trước nè cả nhà, với cái tông màu trắng gia chủ kết hợp với nhìn nhà mình rất là thoáng luôn. Và thang bộ của mình ốp đá marble, tay vịn bằng inox kết hợp với lan can bằng kính cường lực. Bên dưới chân cầu thang của mình có hệ thống đèn LED chiếu sáng. Và từ bên trên nhìn xuống khu vực phòng khách bên dưới một lần nữa. Đó, đẹp chưa? Gia chủ lót gạch bóng kiến với tông là màu xám 80-80. Nhìn nhà của mình quá là nét luôn cả nhà. Mẫu kiến trúc hiện đại xu hướng thiết kế mới nhất cho năm nay. Cả nhà mình mà có xây dựng nhà phố thì mình thử tham khảo mẫu thiết kế này, Hằng Ni thấy rất là đẹp luôn. Bên ngoài đẹp hơn trên video Hằng Ni quay nhiều. Đó, đẹp chưa? Bên trên tầng lửng của mình là cả nhà, được gia chủ mình đầu tư những cái hệ thống tủ âm vào bên trong tường. Và gian phòng bếp của mình dành hẳn riêng khu vực tầng lửng luôn nè. Và có lắp cho mình hẳn một cái máy lạnh tại đây luôn. Trong đó mình có đầy đủ hệ tủ bếp trên, tủ bếp dưới kết hợp với quầy bếp đảo, bộ bàn ăn 6 ghế, tủ lạnh size lớn. Và khu vực bếp của mình trong đó có bếp băm mặt đá, máy hút mùi, bồn rửa, phụ kiện bếp đầy đủ, được gia chủ sử dụng cho mình là chất liệu gỗ an cường. Đẹp quá cả nhà ơi. Bên ngoài đẹp hơn trên video Hằng Ni quay nhiều. Ngôi nhà này gia chủ mình thiết kế rất là thông minh luôn. Mà màu sắc của bên trong nhà thì rất là trang nhã mà hài hòa nữa chứ. Bố cục hợp lý lắm luôn cả nhà. Đó, mình có những cái ô cửa sổ mở ra bên ngoài nè. Khi nấu ăn thì mở cửa ra không khí đối lưu lắm.
bà thích nhất vẫn là gia chủ mình rất là hiểu tâm lý khách hàng mình, thiết kế hẳn cho mình một cái máy lạnh và có những cái vách kính kéo cửa đóng lại để mát mẻ hơn nữa. Khi mà nấu ăn gì đó rồi gia đình mời bạn bè đến chơi, mình đóng cửa lại, mình mật máy lạnh lên thì không khí rất là chill luôn. Đó, khu vực bên này đẹp chưa? Mảng tường được gia chủ sử dụng với tông màu trắng hiện đại và kết hợp với tranh treo tường. Quầy bếp đảo nhìn rất là sang luôn cả nhà. Một nơi của mấy chị, mấy cô bước vào là say đắm luôn. Mà phía trước gia chủ còn thiết kế kết hợp cho mình những cái tủ rượu, tủ trưng bày nữa nè. Và đây, cái cửa này là cửa kéo qua kéo lại nè, sẽ đóng kín lại để mình sử dụng máy lạnh bên trong. Với thông số diện tích là ngang 4, chiều sâu là 16m, và gia chủ mình thiết kế rất là hợp lý luôn. Nội thất bên trong nhà thì hiện đại sang trọng lắm. Đó, bên trong tủ của mình có hệ thống đèn chiếu sáng nữa cả nhà. Đẹp chưa? Những cái đồ decor gia chủ đưa vào bên trong cũng rất là đẹp luôn á. Đó, xịn lắm nha cả nhà. Hãy đến cùng Hằng Ni tham quan thực tế thử căn này để làm việc với chính chủ và mua bán ngôi nhà với giá bán hợp lý nhất. Và từ khoảng thông tầng nhìn xuống bên dưới nè, đẹp quá cả nhà ơi. Bộ đèn chùm cũng được gia chủ mình rất là chăm chút luôn. Và từ tầng lửng trở bên trên á, sẽ được gia chủ mình thiết kế một cái khoảng khu vực kiến trời thông thẳng khu vực sân thượng bên trên. Và nhà được gia chủ mình đầu tư thiết kế rất là hợp lý. Các phòng ngủ phía trước sẽ có ban công, phòng phía sau sẽ có ô cửa sổ giếng trời nhìn ra khu vực trồng cây trồng hoa bên dưới. Rồi khu vực giữa nhà của mình thì thiết kế giếng trời nữa, phòng nào cũng không khí đối lưu lắm. Phần đi di chuyển tiếp tục lên các tầng bên trên để cả nhà mình cùng tham quan. Mỗi tầng như vậy gia chủ thiết kế trong hai phòng ngủ, phòng phía trước và phòng phía sau. Cả nhà mình quan tâm căn nhà này, hãy đến cùng Hằng Ni làm việc với chính chủ và mua bán ngôi nhà với giá bán hợp lý nhất. Sổ hồng công chứng mua bán trong ngày. Và Hằng Ni đang có mặt tại gian lầu đầu tiên, sẽ có phòng ngủ phía trước nè cả nhà. Phòng nào cũng được gia chủ mình có thiết kế toilet sử dụng riêng bên trong và đầy đủ các trang thiết bị nội thất. Đó, vừa bước vào là cái hệ tủ quần áo đụng nóc lên trên luôn. Mà tủ quần áo rất là to luôn nè cả nhà. Cùng với hệ thống phòng ngủ được gia chủ mình thiết kế bố cục cũng như là màu sắc và nội thất đưa vào bên trong nhà rất là đẹp luôn. Và toilet sử dụng riêng bên trong cho căn phòng này nè. Đặc biệt đó là nhà mình, phòng nào cũng có vách kính ngăn riêng hết, khi tắm không bị văng nước ở bên ngoài đâu nha cả nhà. Trong đó là mình có vòi tắm hoa sen đứng, lavabo đường soi, bồn vệ sinh, gạch ốp cao phun trần lên trên, cùng với ô cửa sổ mà khu vực kiến trời. Nhà được gia chủ thiết kế với tông màu bên trong toilet của mình, màu kem, màu trắng, nhìn rất là sáng luôn. Còn phòng ngủ của mình với tông màu ấm nè, cùng với chất liệu gỗ an cường kết hợp với hệ thống đèn chiếu sáng, gia chủ đưa vào nhìn rất là sang luôn cả nhà. Phải nói là chủ nhà ngôi nhà này rất là có gu luôn, cùng với kiến trúc sư đưa vào bên trong nhà của mình những cái đồ decor thiết kế. Và bên xây dựng của mình đó, thiết kế cũng rất là chăm chút, từng cái chi tiết nhỏ bên trong nhà đều rất là cẩn thận luôn cả nhà. Và mình sẽ có hai cái ban công, cửa sổ view ra bên ngoài nè. Đó, gia chủ tận dụng tối đa không gian luôn. Đối diện nhà mình là spa, rồi văn phòng công ty, tiệm tóc đầy đủ luôn á. Một vị trí đường lưu thông, không hàng cò thông tứ tung luôn, thuận tiện vừa ở kinh doanh đa ngành nghề. Và cùng Hằng Ni chúng ta tiếp tục di chuyển gian phòng tiếp theo để tham quan ngôi nhà. Và cả nhà mình cần tìm nhà phố các quận như là quận 1, quận 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, quận Tân Bình và những căn biệt thự các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, hãy bấm vào kênh YouTube Nhà Đất Hằng Ni. Trên kênh của em có hơn 1.000 căn nhà khách hàng mình lựa chọn ngay một căn nhà ưng ý nhất với giá bán hợp lý nhất. Và di chuyển tiếp tục, phòng ngủ thứ hai nằm ở phía sau nè cả nhà. Đó, gia chủ thiết kế phế mẫu hiện đại xây dựng là tầng. Bên dưới chân cầu thang của mình có hệ thống chiếu sáng, đèn chiếu sáng nhìn rất là sang luôn. Phòng phía sau cũng đẹp lắm luôn á. Đó, vừa bước vào là hệ tủ quần áo, bự chưa? Và toilet sử dụng riêng bên trong. Toilet của mình cũng tương đối rộng và có vách kính ngăn riêng luôn nè cả nhà. Vòi tắm hoa sen đứng, gạch ốp cao phun trần lên trên, rất là sạch sẽ và dễ lau chùi. Đó, có ô cửa sổ giếng trời nữa, mở khu vực giếng trời phía bên ngoài ở giữa nhà của mình. Và phòng ngủ phía sau là mình sẽ có một cái mảng ô cửa sổ lớn luôn nè. Và mình có rèm che chắn xuống luôn nha cả nhà, nhưng mà hiện tại là gia chủ đang kéo rèm phun trần lên trên á.
trong đó là mảng tường khu vực giường ngủ của mình được gia chủ mình ốp những cái tấm sàn tre. Tấm sàn tre này sẽ giá thành là đắt hơn những cái tấm nhựa PVC và những tấm nhà đá cả nhà. Đẹp lắm luôn á, bên ngoài đẹp hơn trên video Hằng Ni quay nhiều. Cả nhà mình hãy đến cùng Hằng Ni tham quan thực tế thử căn này và làm việc với chính chủ để sở hữu ngôi nhà với tông hiện đại. Với giá bán hợp lý nhất, Hằng Ni cam kết một mức giá tốt nhất thị trường hiện nay để cả nhà mình an cư nghỉ dưỡng ngay tại ngôi nhà này, mua dành tặng cho ông bà của mình để an cư sinh sống, hoặc là gia đình mình chọn một căn nhà lý tưởng vừa ở, kinh doanh mua bán cho thuê bên dưới cũng được luôn. Và Hằng Ni di chuyển tiếp tục lên gian lầu tiếp theo để cả nhà cùng tham quan. Và mình sẽ có phòng ngủ thứ 3, phòng ngủ thứ 4 nè cả nhà. Trong đó là tương đồng giống tầng bên dưới về vị trí, diện tích, nhưng mà thiết kế thì mình hơi nhấn nhá khác đi một tí cho căn phòng của mình. Nhà này đầu tư đẹp lắm. Mình vào mình không phải là phân vân chọn một căn phòng nào đâu. Phòng nào cũng rất là đặc biệt và có màu sắc trang nhã hài hòa lắm á cả nhà. Đó, toilet cũng có vách kính ngăn riêng luôn, đầy đủ các trang thiết bị bên trong và tấm hoa sen đứng nè. Đó, toilet bên ngoài rộng lắm nha cả nhà. Hãy đến cùng Hằng Ni tham quan thực tế thử. Hoặc là cả nhà mình đang có một diện tích đất cần xây dựng một căn nhà phố, cũng như là mình thích mẫu thiết kế này thì bên Hằng Ni cũng có hỗ trợ luôn. Ngôi nhà này là mình đưa thang máy vào cũng được, nhưng mà chủ nhà này thì thiết kế không có thang máy. Mình có chừa cái khoảng giếng trời ở cả nhà, cái khoảng đó có thể là lắp thang máy vào cũng được luôn. Và phòng ngủ phía trước nè, mảng tường bên trên này được gia chủ mình nhấn nhá khác đi một tí bên dưới. Và khu vực ban công cũng thay đổi vị trí luôn. Đó, đẹp chưa? Thay đổi vị trí bố cục cho căn phòng của mình. View thì vẫn nhìn trực diện ra khu nhà dân cư hiện hữu phía trước. Và khu vực này có camera khu phố và nhà mình đã được gia chủ trang bị hệ thống camera bên trong lẫn bên ngoài, tương đối an toàn khách hàng khi an cư sinh sống. Và phòng ngủ nào cũng được gia chủ mình có thiết kế máy lạnh sử dụng riêng, trang bị đầy đủ các trang thiết bị nội thất cả nhà mình mua về, chỉ cần xách vali phòng ở. Và cùng Hằng Ni chúng ta tiếp tục di chuyển phòng ngủ thứ tư để tham quan nè cả nhà. Với phân khúc tài chính 10 tỷ hơn, mình vào mình thương lượng với giá bán hợp lý nhất nha cả nhà. Mình thương lượng khoảng tầm 10 tỷ để sổ ngôi nhà này, hoặc là dưới 10 tỷ thì nằm trong một sự lựa chọn tương đối hợp lý luôn á. Hôm giờ đa số những căn nhà phố khác á, là phân khúc giá bán 10 tỷ là hiểm cục không, mà hiểm không có được là kinh doanh được đâu. Hiểm cục hoặc là đường khoảng 4-5 mét thôi, mà đường này thì tương đối rộng luôn cả nhà. Đó, toilet sử dụng riêng dành cho căn phòng ngủ thứ tư nè. Thoáng chưa? Với tông gạch màu trắng ốp cao phun trần lên trên, cùng với những cái đồ thiết bị nội thất bên trong nhà mình, gia chủ đưa vào rất là hợp lý luôn. Tủ quần áo với cái tông màu nhìn sang trọng lắm luôn cả nhà. Và phòng ngủ của mình cũng đầy đủ các trang thiết bị nội thất. Đó, phòng phía sau thì diện tích thì giống phòng bên dưới, nhưng mà mình thiết kế hơi khác đi một tí. Nhìn sang quá cả nhà ơi, gia chủ đưa những cái tấm than tre ốp vào bên mảng tường của mình đó. Những cái tấm than tre này là khi mà mình có dính dơ đó cả nhà, chỉ cần lấy khăn giấy ướt hoặc là khăn mình nhúng nước một tí mình lau là sạch sẽ lắm. Đó, khu vực giếng trời của mình thông thoáng lắm nha cả nhà. Hãy đến cùng Hằng Ni tham quan thực tế thử căn này. Bên ngoài đẹp hơn trên video Hằng Ni quay nhiều. Những thiết bị nội thất rồi hệ thống đèn của mình gia chủ kết hợp đưa vào nhìn nó rất là hợp lý và hài hòa luôn cả nhà. Cái tông màu thì nhẹ nhàng mà sang trọng lắm luôn, nhã nhặn hợp lý nữa chứ. Kiến trúc sư rất là có gu luôn á. Hằng Ni di chuyển tiếp tục lên gian tầng tiếp theo để cả nhà mình cùng tham quan. Và với phân khúc tài chính 10 tỷ hơn, còn thương lượng với chính chủ, sổ hồng công chứng mua bán trong ngày, và Hằng Ni sẽ hỗ trợ khách hàng mình vay vốn ngân hàng từ 50-80% giá trị nhà. Và Hằng Ni đang có mặt tại gian lầu tiếp theo, lầu thứ 3. Đặc biệt là khu vực lầu này được gia chủ mình đầu tư, một cái khu vực phải nói là nơi để an cư nghỉ dưỡng không cần đi đâu quá xa. Đó, rất là đặc biệt luôn nè cả nhà. Mình có phòng tắm tiên nè, phòng xông hơi, phòng chăm sóc sức khỏe, cũng như là phòng tập thể dục thể thao dành cho cả nhà của mình luôn. Mà gia chủ thiết kế phòng xông hơi nha. Nhà này đẹp lắm luôn á. Những cái màu sắc cũng như là những thiết bị rất là nhã nhặn mà sang luôn.
cái tông màu phải nói nhìn nó nhẹ nhàng mà nó hài hòa vậy đâu luôn cả nhà. Với khách hàng mình mà có cần xây dựng nhà phố á, thì mình thử tham khảo mẫu thiết kế này hoặc cùng Hằng Ni đến tham quan thực tế thử. Và bên Hằng Ni cũng có hỗ trợ công ty thiết kế xây dựng nhà phố luôn. Và phía sau nè cả nhà, khu vực lấy sáng trực tiếp rồi có trồng cây trồng hoa nữa chứ. Phòng tắm tiên tại đây và tắm hoa sen đứng nè, rồi phòng xông hơi đá nóng, đầy đủ luôn. Đó, gia chủ kết hợp những cái viên gạch rồi những cái vị trí đưa vào bên trong nhà của mình nhìn quá là sang trọng. Và khu vực bên này mình để máy tập thể dục thể thao nè cả nhà. Bên trần là kết hợp cho mình một cái quạt máy xoay á, mình bật cũng được luôn. Đó, đẹp chưa? Có một tấm rương trải dài luôn, mình kết hợp làm phòng yoga cũng được. Và trực diện ra phía trước là đi thông thẳng ra phía trước, có thể là kết hợp làm phòng thờ ông bà tổ tiên, hoặc có là phòng giải trí, đọc sách, uống trà cũng được, tùy theo nhu cầu sử dụng và phong tục tập quán ở gia đình mình. Đó, gia chủ có thiết kế cho mình một cái lavabo đương soi luôn nè cả nhà. Và mình còn một tầng bên trên nữa cả nhà, mình đợi Hằng Ni một tí, Hằng Ni sẽ đi lên bên trên này cả nhà, mình cùng tham quan hết ngôi nhà phố này. Đó, phòng thờ ông bà tổ tiên nè, hoặc là khu vực phòng trà, bàn trà, ghế ngồi, không gian chiêu chiêu cũng được luôn. Phía trước là có khoảng sân thượng, sân vườn trồng cây, trồng hoa, trồng gan trái. Đó, thoáng chưa? Cả nhà mình mà trồng một cái cây mai ở đây nè cả nhà, rồi Tết đó mình nở hoa ra thì không khí rất là chiêu luôn á. Đó, cái khoảng thông tầng lên bên trên, nhà đẹp lắm, đẹp hơn trên video Hằng Ni quay nhiều. Gia chủ rất là chăm chút, cũng với kiến trúc sư đầu tư bố cục hợp lý, sang trọng. Hằng Ni di chuyển tiếp tục lên nhân lầu tiếp theo để cả nhà mình cùng tham quan. Với diện tích là ngang 4, chiều sâu là 16m. Khung nứt của mình công nhận đủ trong sổ nha cả nhà. Gia chủ thiết kế những cái ánh đèn vàng, rồi thêm hệ thống thang bộ của mình á, cũng như là khu vực thang bộ của mình gia chủ sử dụng cho mình á, là cái tay vịn bằng nhôm xin pha nè cả nhà. Còn với vách kính là kính cường lực. Cái màu kính cường lực màu này là một trong những cái loại là đắt nhất, sử dụng những cái đồ phải nói là đồ decor thiết kế rất là chọn lọc luôn. Đó, mình còn một tầng bên trên nữa, khu vực sân thượng trước, sân thượng sau, khu vực trồng cây, trồng hoa, rồi khu vực sân phơi, hoặc là cả nhà có thể là sử dụng tầng này bên trên này mình làm phòng thờ cũng được. Khu vực giặt sấy đầy đủ luôn nè. Cùng Hằng Ni chúng ta di chuyển để tham quan. Gia chủ rất là chăm chút luôn. Bên trên là ô cửa giếng trời nên lấy sáng trực tiếp cho ngôi nhà của mình vào ban ngày, đầy đủ ánh sáng tự nhiên. Và đây là nơi để máy giặt nè cả nhà, đã trang bị hoàn thiện cho mình luôn rồi. Cùng với những cái kệ bên trên á, mình để những cái đồ lặt vặt vào bên trong tủ thì rất là hợp lý. Đó, ban công sân thượng những khung sắt bảo vệ tương đối kiên cố và chắc chắn. Nơi để phơi quần áo rồi mình có thang sắt di chuyển lên tầng tâm bên trên, nơi đặt bồn nước cho máy nước nóng năng lượng mặt trời. Và mình sẽ có khu vực sân thượng phía trước nữa. Đây, cùng Hằng Ni chúng ta di chuyển để tham quan. Sân thượng phía trước gia chủ thiết kế quá là thông thoáng. Ngôi nhà này với mẫu kiến trúc hợp hiện đại nha cả nhà. Và cả nhà mình quan tâm căn nhà này, hãy đến cùng Hằng Ni làm việc với chính chủ và mua bán ngôi nhà với giá bán hợp lý nhất. Và video của Hằng Ni đến đây cũng kết thúc rồi. Hằng Ni chân trân trọng cảm ơn khách hàng mình rất là nhiều, luôn đón xem ủng hộ cho em. Cũng như khi xem hãy nhớ cho em một lượt đăng ký kênh và đừng quên bấm bật thông báo để nhận video mới mỗi ngày. Và trước khi kết thúc video, Hằng Ni xin gửi lời cảm ơn một lời chúc đến đại gia đình của mình. Các cô chú anh chị luôn có sức khỏe, an yên và tràn đầy hạnh phúc. Và mình đón chào một năm 2024 vạn sự như ý. Đó, khu vực kiến trời của mình nè cả nhà. Đẹp chưa? Từ bên trên nhìn xuống bên dưới hoặc là từ bên dưới nhìn bên trên đều rất là thông thoáng luôn. Và Hằng Ni xin hẹn cả nhà mình video tiếp theo nhé. Chào tạm biệt. Bye bye.